Byfer Pinchanok, mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan từng trượt dài vì nghiện ngập. Byfer Pinchanok Luvi Saphaipun, sinh năm 1992, nữ diễn viên hạng A của xứ sở Chùa Vàng. Cô bén duyên nghệ thuật từ rất sớm khi xuất hiện trong một số tác phẩm truyền hình. Byfer từng là sao nhí sáng giá của màn ảnh Thái nhờ ngoại hình xinh xắn, thông minh. Khi xem lại những hình ảnh thời bé của nữ diễn viên, các fan không thể nào không há hốc mồm bởi vì nét xinh xắn, nét nào ra nét nấy của cô. Năm 17 tuổi, lần đầu Byfer chạm ngõ nghệ thuật. Đến năm 18 tuổi, với vai diễn đầu tay nam của mối tình đầu First Love cùng Mario Maurer, thì tên tuổi của cô lúc đó đã vươn xa khỏi xứ sở Chùa Vàng. Cơn sốt mối tình đầu giúp Byfer Pinchanok một bước trở thành ngôi sao hạng A, có lượng fan hâm mộ rộng khắp châu Á và được truyền thông săn đón. Cũng trong năm này, Byfer Pinchanok vượt qua nhiều gương mặt trẻ khác rình giải thưởng nữ diễn viên triển vọng của Thái Lan. Scandal nghiện ngập bùng nổ, sự nghiệp đi xuống không phanh. Khi ánh hào quang đến cũng là lúc Byfer Pinchanok phải đối mặt với mặt trái của showbiz. Vào năm 2013, nữ diễn viên trẻ khiến dư luận bàng hoàng khi dính vào tin đồn nghiện ngập sử dụng ma túy. Scandal này đã khiến hình ảnh của Byfer trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một nữ thần trong sáng, ngây thơ, được triệu người yêu mến, Byfer Pinchanok bỗng nhiên trở thành nữ diễn viên trẻ hư hỏng, đời sống cá nhân phức tạp. Dù đã lên tiếng phủ nhận, song tiếng lành đồn xa, tiếng dữ còn đồn xa hơn nữa. Scandal đầu đời của Byfer đã được đẩy đi quá xa đến mức không thể cứu vớt. Lần đầu đối mặt với thị phi từ dư luận, Byfer Pinchanok đã không thể mạnh mẽ để chống lại. Cô quyết định lên chùa, đi tu một thời gian để trốn chạy khỏi thế giới showbiz đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt này. Năm 2017, Byfer lại một lần nữa hứng đòn chí mạng. Vào tháng 3 năm 2017, tin nóng liên quan đến vụ việc Byfer Pinchanok lột clip ân ái với một người đàn ông xa lạ trên xe, phủ kín các mặt báo Thái Lan. Đoạn clip này đã được camera tại một trung tâm bảo dưỡng xe ghi lại. Do không chịu nổi áp lực dư luận, Byfer Pinchanok đã có ý định rút khỏi ngành giải trí. Ngay sau khi nổi lên từ mối tình đầu, Byfer Pinchanok đã được đài truyền hình lớn nhất Thái Lan CH7 chiêu mộ. Tưởng rằng cô sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng, nhưng sự nghiệp của cô lại chẳng mấy khởi sắc. Các dự án cả truyền hình lẫn điện ảnh của Byfer Pinchanok đều không thành công vang dội. Dù kịch bản hay, được đầu tư bài bản và bản thân cô cũng thay đổi để đa dạng hóa diễn xuất. Byfer Pinchanok đã bị chết vai một cách đáng tiếc khi hoạt động tại đài CH7. Không phải vì cô không có thực lực, mà vì vai diễn nam trong mối tình đầu đã quá nổi tiếng đến mức in sâu vào trong tiềm thức của khán giả. Và dĩ nhiên, khi đến với một nhân vật mới của Byfer, nếu không có quá nhiều sự thay đổi, lột xác, thì bộ phim có lặng lẽ chiếu và kết thúc, không để lại chút ấn tượng gì. Hào quang trở lại sau những scandal. Đã có những lúc bóng tối thị phi bủa vây và Byfer từng nghĩ sẽ dừng lại. Liên tục gặp scandal tai tiếng, loay hoay tìm hình tượng mới cho bản thân, sự nghiệp ngày càng mờ nhạt. Đó là khoảng thời gian thật kinh khủng, bế tắc về mọi thứ đối với Byfer Pinchanok. Vừa qua rất nhiều sóng gió trong suốt hơn 7 năm, mỹ nhân sinh năm 1992 vẫn quyết định theo đuổi nghệ thuật thứ bảy đến cùng. Cuối năm 2016, Byfer Pinchanok chấm dứt hợp đồng với đài CH7 và có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô. Không chỉ thoát được vai diễn nam, Byfer Pinchanok liên tiếp trở thành nữ chính trong nhiều tác phẩm. Trong năm 2018, Byfer tham gia đóng chính trong 5 bộ phim truyền hình và 1 bộ phim điện ảnh. Năm 2018, Byfer Pinchanok dường như may mắn về mọi mặt, sự nghiệp ngày càng khởi sắc và đường tình duyên của Byfer cũng vô cùng tốt đẹp. Những vai diễn đình đám của nàng ngọc nữ Byfer Pinchanok. Byfer có thể cân được đa dạng nhiều phong cách khác nhau mà nhiều người ao ước, từ dịu dàng, nữ tính đến sang chảnh hay thậm chí là cá tính độc đáo, đều được cô nàng dễ dàng biến hóa. Mối tình đầu First Love. Đây là một trong những bộ phim tình cảm học đường thành công nhất của màn ảnh Thái. Phim kể về nam Byfer Pinchanok thủ vai là một cô gái có ngoại hình không nổi bật, học vấn bình thường. Một ngày kia, cô tình cờ bắt gặp Sonny, Mario Maurer, nam thần khóa trên đẹp trai và giỏi thể thao. Nam ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với Sonny. Vì tình yêu, cô nàng nỗ lực hết mình để có thể sánh bước bên Sonny. Qua thời gian, nam trở thành một thiếu nữ xinh xắn, được nhiều chàng trai thầm mến, trong đó có Top, bạn thân của Sonny. Nam và Top nhanh chóng kết đôi, tuy nhiên trái tim cô vẫn hướng về Sonny. Nam không hề biết rằng Sonny luôn dành tình cảm đặc biệt cho cô, nhưng vì không muốn làm tổn thương Top nên chỉ có thể âm thầm dõi theo. Bộ phim Thái Lan trở lại thập niên 90 là hành trình xuyên không hấp dẫn, hài hước nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Không, Dan Ararong Ramnarong là nam sinh trung học có gia đình không mấy hòa thuận khi bố mẹ thường xuyên to tiếng với nhau vì một cô gái tên Som, Byfer Pinchanok. Sau trận cãi nhau với bố, không tức giận bỏ đi và tình cờ tìm thấy chiếc máy nhắn tin cũ của bố cùng tin nhắn hứa sẽ gọi lại. Tò mò, không quyết định gọi đến số điện thoại kia và ngay lập tức du hành về năm 1995.
Tại thời điểm này, bố mẹ Công chỉ mới bằng tuổi cậu và Công còn chưa ra đời. Cậu đã tiếp cận Son và bố mình. Hồng tìm cách chia cắt tình cảm của hai người. Sau tất cả, liệu Công có thể thay đổi lịch sử và tìm được đường về nhà? Ngọn lửa đam mê là bộ phim Thái Lan đánh dấu màn trở lại đầy ngoạn mục của Banfer Mimchanok sau thời gian dài vắng bóng. Phá bỏ hình tượng hiền lành, ngây thơ, cô vào vai Kakayu, một gái gọi cao cấp. Vì cuộc sống quá khó khăn, Kakayu bị cám dỗ bởi đồng tiền và rơi vào hố sâu tội lỗi. Lấy danh nghĩa là hướng dẫn viên du lịch, MC và người mẫu, Kakayu hành nghề dưới đường dây môi giới mại dâm chuyên nghiệp. Cô cặp kè giám đốc, doanh nhân, bạn học và đi khách theo sự sắp xếp của tú bà. Kakayu không ngừng tìm kiếm những người đàn ông giàu có, thượng lưu và có lối sống xa xỉ. Do đó, thù lao của cô luôn ở mức hàng nghìn đô. Việc qua lại với những người đàn ông này khiến cô trở thành cái gai trong mắt nhiều bà vợ. Không ít lần cô bị xử tội vì dám quyến rũ chồng họ. Bộ phim điện ảnh Friendzone ra rạp đúng ngày Valentine 2019 tại Thái Lan. Nai Naphat và Banfer Mimchanok đã trở thành hai thỏi nam châm thu hút khán giả đến rạp ngày đầu tiên công chiếu. Phim kể về Pam, Nai Naphat, yêu người bạn thân của mình, Gink, Banfer Mimchanok, nhưng cô nghĩ rằng anh ta chỉ là bạn thân. Gắn bó với nhau hơn 10 năm, Pam và King luôn sát cánh đồng hành cùng nhau. Họ không chỉ là bạn thân mà còn là quân sư tình yêu của đối phương. Mặc dù ở bên cạnh người yêu, nhưng hai người đều hướng về nhau và luôn tìm đến nhau mỗi khi cần tâm sự. Trong khi Pam không dám thổ lộ với King vì lo sợ mất tình bạn đẹp, thì King lại không mở lòng với Pam bởi vì xung quanh cô có quá nhiều đối tượng. Trải qua nhiều chuyện, cả hai mới nhận ra đối phương là người mình thật sự yêu thương và muốn gắn bó. Chính sự gần gũi, đồng điệu với đại đa số các bạn trẻ, thế nên Friendzone nhanh chóng gặt hái thành công về mặt doanh thu. Chiếc lá cuốn bay, by Mighty Deep Blue. Tác phẩm xoay quanh chuỗi bi kịch trong cuộc đời của Chanan Thawat, Superpong Udon Kayu Kajiana. Từ nhỏ, Chanan Thawat đã sớm ý thức được giới tính của bản thân. Cậu may mắn được mẹ ủng hộ và thông cảm, nhưng bố cậu lại không chấp nhận sự thật. Ông thường xuyên đánh đập và đối xử tệ bạc với cậu. Cuối cùng, Chanan Thawat quyết định sang Anh cùng mẹ để thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Anh lột xác trở thành một cô gái xinh đẹp và quyến rũ. Sau đó, anh trở về nước và bí mật che giấu sự thật. Bắt đầu sống dưới thân phận của một cô gái tên Nira, Banfer Mimchanok. Trong thân phận mới, Nira lại vướng vào những mối tình oan nghiệt khi người bố bội bạc và người chú tốt bụng đem lòng say mê cô. Không những vậy, cô còn liên tục bị hãm hại bởi lòng đố kỵ ghen ghét của những người thân yêu. Trở lại màn ảnh sau 2 năm vắng bóng. Sau gần 2 năm vắng bóng, Banfer Mimchanok trở lại màn ảnh rộng và đem lại cho khán giả sự bất ngờ khi vào vai cô nàng Ina ngốc nghếch mọi lúc nhưng thông minh đúng lúc trong Lừa đểu gặp lừa đảo. Banfer Mimchanok biến hóa khi vào vai cô gái lụy tình, bám chặt người yêu không rời và khi đầy mưu mô lên kế hoạch đòi tiền sau khi bị lừa, hoặc lúc đánh lạc hướng người yêu cũ để đồng bọn dễ dàng hành động. Cùng với Banfer Mimchanok, Lừa đểu gặp lừa đảo còn có sự góp mặt của nam thần Vì sao đưa anh tới phiên bản Thái Lan, Nadesh Kugimia. Điều đặc biệt trong tác phẩm này là mỗi diễn viên đã phá bỏ hình tượng đóng đinh cho bản thân để đột phá. Lừa đểu gặp lừa đảo kể về cuộc gặp gỡ ăn trái của cô nàng bị lừa tình Ina và siêu lừa đảo Tower. Tower, Nadesh Kugimia vô tình vướng vào rắc rối khi cố lừa Ina, Banfer Mimchanok, một nhân viên ngân hàng ngốc nghếch. Sau khi Ina bắt được Tower, cô đề nghị Tower sử dụng các kỹ năng lừa đảo của mình để giúp cô đòi tiền bạn trai cũ, Beth Titi Marau Taruk. Trước khi kế hoạch bắt đầu, Ina dần thay đổi cảm xúc với Tower. Có thể nói, Banfer Mimchanok chứng minh cho câu nói, lên voi xuống chó, đã lên đỉnh thăng hoa nhưng cũng có lúc phải chạm đáy thất bại. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ và biết phục thiện, nữ diễn viên đã tiếp tục chinh phục khán giả yêu điện ảnh bằng những tác phẩm có giá trị.